đã quay trở lại với video tiếp theo của Từ Phố Trung Kiên. Và trong video ngày hôm nay, chị Nhã Anh và xin giới thiệu đại gia đình mình một tác phẩm Nhất Long Vườn Ngọc được chế tác trên chất liệu là gỗ lưu hương, hàng cây bông, hàng tỉ mỉ, hàng sắc nét. Và chị nào đã ưng ý tác phẩm này rồi thì có thể để lại cho em gái xin tín hiệu hoặc là alo trực tiếp qua đầu số là 0941 82986 và 0822 338 345 cho em gái được không ạ? Và để chị không phải chờ đợi đâu thì hãy cùng em gái đi sâu nữa vào tác phẩm của chị nhá. Và chúc mừng đến chị đây với tổng chiều cao cho em gái là 63, ngang là 66 và sâu là 32. Và giá giao lưu với đại gia đình mình là 38 triệu đồng và em gái bao gồm phí vận chuyển đấy chị nhá. Anh chị có thể là ngắm cho em gái đi sâu nữa để ngắm thần thái cũng như từng đường nét đục của người nghệ nhân bên em đúng không ạ? Thần thái thì rất là sắc nét anh chị nhá. Từ những phần râu dòng này uốn lượn rất là kênh bong cho đại gia đình mình luôn. Hay là từ những phần là những cái chiếc răng anh chị nhá, được châm tỉa cũng rất là sắc nhọn. Phần thái thì cực kỳ là sắc nét anh chị nhá. Từ những phần vảy rồng anh chị có thể ngắm cho em gái đây, đánh hoàn toàn là vảy kép đều tăm tắp và một màu vàng cực kỳ là óng ả, bắt mắt để có thể anh chị trưng chơi trong không gian nhà mình. Và dáng thế của chú rồng anh chị nhá, rất là uốn lượn luôn, như đang tung bay trong gió anh chị nhá, cực kỳ là mềm mại. Và cái tác phẩm này để có thể là mang lại phong thủy, mang lại những vượng khí tốt cũng như là mang lại may mắn, tài lộc về cho đại gia đình mình. Và anh chị nào muốn sở hữu tác phẩm này anh chị nhá thì có thể là để lại tín hiệu này. Và từ những phần móng vuốt đây anh chị ơi, có thể ngắm cho em gái đây, được làm rất là sắc nhọn anh chị nhá. Điểm trên đấy cho em gái là những cái điểm nu, những cái mắt hoa lu cực kỳ là giá trị cho đại gia đình mình luôn. Hàng kênh bông, hàng tỉ mỉ và hàng nghệ nhân anh chị nhá, cân đối cho em gái được nào. Và bên dưới đây ạ, bố cục thì vô cùng là hài hòa. Bên dưới đây là một chú rồng anh chị nhá, đang vần một viên ngọc rất là khổng lồ. Phải nói cái tác phẩm này giá trị nhất cho em gái là ở viên ngọc được không ạ? Và những cái điểm hoa lu anh chị có thể ngắm cho em gái đây, rất là kín. Phải bao nhiêu năm thì mới có thể hình thành nên những cái điểm lu giá trị mà nó lại bắt mắt đẹp như này để có thể là chế tác thành công gửi tới không gian đại gia đình mình đúng không ạ? Điểm hoa lu rất là to luôn để có thể là mang lại sự bình an, sự may mắn về cho đại gia đình mình. Hay là bên kia đây ạ, còn trấn cho em gái là một viên ngọc rồng anh chị nhá. Một viên ngọc rồng cũng điểm cho em gái là những cái mắt hoa lu cực kỳ là giá trị. Và giá đanh cho em gái này, từ những phần sóng nước này hay những cái đợt san hô chị có thể ngắm cho em gái đây. Hàng đục tỉ mỉ, hàng đục kênh bông, mặt sau thì nó còn đẹp đẹp hơn nữa anh chị nhá. Anh chị nào đã ưng ý tác phẩm này rồi, với tổng chiều cao cho em gái là 63, ngang là 66 và sâu cho em gái là 32. Và tác phẩm này có tặng kèm thủy anh chị nhá, giá chỉ là 38 triệu đồng và em gái bao gồm phí vận. Một tác phẩm vừa mang lại những cái phong thủy này, làm vừa làm vật phẩm trưng chơi cho đại gia đình mình. Và chất liệu là gỗ lưu hương thì anh chị ơi, bền với thời gian anh chị nhá, càng chơi thì càng có lãi cho em gái được không ạ? Và chị nào đã ưng ý rồi anh chị nhá, có thể là qua trực tiếp cơ sở bên em ạ. Nằm trên quốc lộ 38, làng nghề mộc nổi tiếng thôn Nông Giao, xã Hương Điền, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương anh chị nhá. Qua trực tiếp cơ sở bên em để có thể là ngắm tận mắt, sờ tận tay những cái siêu phẩm mới nhất bên em được không ạ? Và em gái xin tạm dừng video tại đây, hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo ạ.